Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của reaction clip. Thì ôi, khó thở quá. Mới hôm nay có một bạn kêu mình là: "Anh ơi, anh reaction ca khúc Linh Lít vào đội quân Hú Hòa của anh Nhật Anh trong nhóm Trắng TV đi." Thì hôm nay, sau một khoảng thời gian gọi là mình đã sắm cho mình được một set đồ của các mẹ, các chị ninja, thì mình đã quyết định là mình sẽ reaction cái ca khúc Linh Lít vào đội quân Hú Hòa, để xem nếu mà mình cảm thấy mình có thể thì mình sẽ gia nhập vào đội quân Hú Hòa luôn. Trời ơi, Linh Lít. Thì sau khi mà mình mặc cái set đồ này vào xong ấy thì mình cảm thấy khó thở quá. Đầu tiên là mình cũng tính đeo cái kính đen cho giống các chị các mẹ cơ. Tuy nhiên là sau khi một hồi đeo kính đen rồi mình chả thấy cái gì hết, cho nên mình quyết định là mình chuyển qua đeo cái kính không tròng để cho nhìn, còn nhìn cái clip nó đang diễn ra như thế nào. Chứ các bạn thấy là đây là nguyên set đồ của Linzalit rồi đấy chưa? Đây là khăn che cả cổ luôn. Đây là chiếc áo dài. Mình cũng kiếm muốn kiếm găng tay đeo nhưng mà không có. Thế mới khổ chứ. Đây, cái này che cả cổ đấy. Váy chống nắng để ở dưới các bạn thấy đâu. Đấy, mũ bảo hiểm các thứ đầy đủ đầy đủ, thiếu con lít sẽ lên con xe lít để ở dưới nữa. Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng xem một clip của anh Nhật Anh Trắng nhá. Thì anh Nhật Anh Trắng này hồi xưa mình cũng rất là hâm mộ, mình nghe rất là nhiều ca khúc của anh Nhật Anh hồi xưa. Ngày xưa ấy, mình hay nghe, giờ dạo đây mình ít nghe rồi. Ngày xưa mình có nghe mấy ca khúc kiểu Bụi Đời Chợ Lớn này, hay là mấy thần FA chế của Tuấn Hưng này, hay là anh chàng cái gì mà vứt rác gì ấy của chế của Khắc Việt gì ấy, cô dâu đi với chủ rể mọi người thì đang cười vui đấy. Ở đấy còn lâu quá mình không nghe của anh Nhật Anh rồi, hôm nay sẽ nghe thử ca khúc này xem thế nào nhá. Thì nếu các bạn thích thì đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Các bạn hãy qua kênh của anh Nhật Anh và ủng hộ cho anh ấy nữa nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, cảm ơn anh Nhật Anh rất là nhiều vì đã sáng tác ca khúc rất là hay mà dù mình chưa nghe. Ok, nghe nào. Na là Nhật Anh à? NA Nhật Anh hay. Xin chào các bạn, tôi đã quay trở lại rồi đấy ạ. Như các bạn đã biết thì DC Comics có một biệt đội cảm tử rất là bá đạo. Người ta còn làm hẳn một bộ phim về họ đấy. Phim về họ. Nếu chưa xem phim đấy không biết mấy không biết nhân thì vật đấy thôi. thì cũng không sao. Đại khái là toàn nhân vật hư cấu mà. Mà ở Việt Nam ấy có thật đấy. Bằng xương bằng thịt đấy. Họ sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để khiến người khác phải giật mình đấy. Giật Vâng, mình. họ chính là đội của... Cắt sớm thế, À, cắt nào sớm. hết đâu. Cắt sớm thế nào hết đâu. Ủa, what the fuck, what the hell. Ủa ơi. Đi đứng thế à? Chẳng đấy. Ôi, gặp, gặp, gặp. Mày đi bộ trên vỉa hè này. Ai đi bộ trên vỉa hè này? Đi bộ. Ai cho mày đi bộ trên vỉa hè như vậy mà hả? Tôi là Tôi ninja, hay quá. Dẫn đầu đoàn quân tránh ra, đập chết cha. Chẳng mấy người thấy dung nhan, hành tung luôn bình một sách cả đào nữa bác cả nồi. Buồn chị, chị đi trước. Kỹ năng ẩn thân bất ngờ phóng lên từ dưới đất. Vãi, giật cả mình. Tài xế sợ vỡ ui. Dẫu là tránh ta ngay từ xa. Tít từ đây luôn à? Nước sôi. Vẫn bị knock out khi gặp. Ok. Chạy ngáo vậy. Còn một chiều. Đây, xin ra trái. Kèo phải. Sẽ trái nhưng xin nhà. Xin ra trái, kèo phải. Kèo trái, kèo phải, đi ra trái. Mất dậy vậy. Mình đi cái này mình gặp ngoài đường đầy luôn. Ok. Lần nào quyết định xuống tay. Hát hay quá à? Y rằng đối phương mặc lừa ngay. Lại lừa được thằng nữa. Đấy cả rồi. Ôi trời, what the fuck. Chạy bó luôn, vãi cả lồng. Thằng nào phía trước thì hãy tránh xa. Ui, what the hell. Đúng xe lít luôn. À, xe SH là gì ấy? Ui. Còn tôi đại tướng. Vãi cả đại tướng. Ôi, cái thằng này nó mà rơi xuống một phát rồi là cuộc đoàn quân u à. Ghê vãi. Đi mấy cái ông này sợ vãi cả lồng. Trần Di Hưng à? What the fuck? Cùng phát khiếp cơ. Chờ vai mà ủa cái gì? Ủa cũng đâu cái gì? Ủa Racing Boy rồi, đây Racing Boy con nữa rồi. Chạy này 160, 170 ghê lắm. Có cảnh sát giao thông cũng kệ lách qua như là vãi cả đó. Vãi cả chạy à. Cảnh sát bó tay luôn. Ui. Phượt không. Vãi. Tìm đâu ra đến đâu cũng gặp. Đây cả là phân khối lớn à? Giữa phố xe chen nhau. Trời ơi.
cái gì mà ngầu thế? Rồi rồi. Đây còn nhất này, đúng không ta? Cái đấy như là vòng xoay cú đóng ấy, cái chỗ mà mình nói còn nhất đấy. Ôi trời ơi, xe đạp điện. Sao phải đâm tao? Sao phải đâm tao? Ôi kìa, ôi kìa, ôi dồi ôi. What the hell? Ôi dồi ôi. Cái là gì này? Dám vượt mặt sếp. Dám vượt mặt sếp. Xe đạp điện mà muốn chơi với Linza Lit à? Như này. Linza Lit này, láo à. Chẳng hề có tiếng động phát ra. Úi giời, úi giời, úi giời. Đứng tìm cho người ta. Úi giời, thôi thôi Linza Lit, cái này vừa Linza. Cùng nguyện liều chết tại quốc gia. Quân mạnh nhất, hãy tránh xa bọn ta. Bây giờ mình để ý nhá. Bài này nó chế từ bài từ tí mình nói này. Quân ú à này thì cứ tránh xa cho nó lại. Không thể phủ nhận là chất lượng sống của người Việt quá tồi. Quá tồi. Không phải vì cơ sở hạ tầng kém hay là do cái gì nhỉ? Quy hoạch quy hiếp thì cao siêu đâu. Mà nó cái chính là do ý thức của người dân quá kém. Quá kém luôn. Chúng ta phải hành động ngay. Làm gì nhỉ? Thứ nhất là nếu mà có điều kiện thì sang nước khác văn minh hơn mà sống. Vãi cả sang nước khác. Thứ hai, nếu chưa có điều kiện thì thôi cố gắng tự nâng lên chất lượng cuộc sống của mình, ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, chất lượng cuộc sống của bạn bị ảnh hưởng vì bạn quá béo hay quá gầy thì ăn uống điều độ lại, chả giảm cân cường anh. Quảng cáo. Đấy, hai cái điều tốt đấy. Thứ ba, mình nâng cao ý thức của mình lên, cố gắng lan tỏa nó đến những người xung quanh. Không cố gắng được anh ơi. Con cháu chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Em còn đang đi được gọi là hướng theo phong trào của các Linza Lit đây này. Xả rác nữa. Mà không thấy cảnh sát giao thông thì cũng đừng vượt đèn đỏ nữa. Tóm lại là đừng vì thấy những cái việc sai trái đó nhỏ nhặt quá mà cứ cố tình làm. Mỗi người chỉ cần sai một việc nhỏ thôi thì sống ở Việt Nam thành một sai lầm lớn. Đúng. Hay, vỗ tay cho. Tái bút. Xin lỗi các bạn phượt thủ với các bạn phân khối lớn chương trình. Tôi chừa các bạn ra rồi. Vãi cả chừa. Cảm ơn Cường Anh Authentic đã tài trợ video này. Chỉ vì xấu vãi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Thì thực sự là sau khi mình xem xong thì mình mới phát hiện ra đấy là nhạc của bài Tây Du Ký các bạn ạ. Và sao mình cứ nghe nó quen quen là mình không nhớ là chế từ bài nào. Bài chế từ bài Tây Du Ký với cả là có rất là nhiều đoạn anh Nhật Anh hát này, kiểu là hát nó rất là... Những cái bài ngày xưa mình xem ấy, cái bài này thì nó không có liên quan lắm. Nhưng mấy bài ngày xưa mình xem của anh Nhật Anh chế nó rất là gắn liền với những cái MV của ca sĩ ấy. Nghe thích lắm. Bây giờ thì không biết là cái lối sáng tác của anh ấy như nào, bởi vì dạo đây mình cũng khá là bận, mình có xem được những clip của những người gọi là những YouTuber nổi tiếng khác, cho nên là mình không biết được là anh ấy chế nhạc theo cách nào. Thì mình vẫn rất là thích nghe nhạc của anh nhạc chế ở Việt Nam ấy, thì mình thích nghe nhạc của Vanh Lét này, Nhật Anh này, Mini Anti này, đấy là vài kênh mà mình thích nghe nhạc chế nhất. Thì không biết là cái kênh nhạc chế các bạn thích nghe là cái kênh nào và tại sao các bạn thích cái kênh đấy, các bạn hãy comment ở dưới nha. Thì thực sự ấy, là sau khi mà xem xong cái clip này ấy, mình chỉ cần ngồi có cỡ 5-10 phút thôi mà mình đeo cái bịt cổ cái chống nắng này thôi mà hết cả hơi không nói được, sao mấy mẹ có thể đeo nói đi cả tiếng ở trên đường đấy nhở, khó hiểu quá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì theo dõi clip nha, bye bye.